Bò ơi, hôm nay bò ngoan không? Hôm nay chị ra vắt sữa bò nhá. Bò ơi, bò, con bò này hôm nay nó bị làm sao ấy nhở? Bò đói à? Bò đói, bò ăn bảo ngư vi cá đi, bò ăn đi, ừ, bò ăn đi. Đúng rồi, ngoan, rồi nhá, ăn đi lát cho chị sữa. Trời ơi, chảnh với ai á, chảnh với chị á, thì thôi, không cho giữa sữa đi, thì thôi, đây, đi ngủ, ok, buồn ngủ quá. Bò ơi. À, anh tới rồi. Anh chào bò, anh có đem cỏ cho bò nè. Ồ, có cỏ rồi, bò thích cỏ, cỏ của anh ngon lắm, cỏ này là nhất, cỏ này ăn hoài không hết. Cỏ đẹp lắm, em thích. Ừ, anh mua nó tới 15 ngàn lận đó. Thôi cỏ ngon quá. Ở mấy cái chỗ bán đồ mũ á. Nhưng mà anh cảm thấy buồn lắm. Tại vì á, người ta toàn là cho em ăn bào ngư di cá không mà. Còn anh á, thì chỉ cho em ăn cỏ thôi. Ồ không, bà chỉ thích cỏ của anh thôi. Cảm ơn em. Chị cho anh 2 lít sữa nha. 2 lít đó. Nè, 5 lít cho anh nè. Trời đất ơi, em ơi, cha dữ vậy luôn đó hả bò? Em vắt sẵn đi. Cảm ơn em nha. Cho anh đi. Vậy em ăn cỏ đi, anh đi nha. Ôi, anh ơi, khoan đã. Anh đưa em theo với. Là em đi theo anh đó hả? Ừ. Đi, anh sẽ dẫn em đi. Đi nha. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Hả? Đi đâu? Dắt bò của ai đi đâu? Quỳ xuống! Chả hả? Dắt bò của ta đi hả? Hả? Tại nó kêu em dẫn đi. Bò! Nói ngay! Đúng không? Em không ngờ anh là người đàn ông như vậy. Thì tại bò kêu dẫn đi thì tôi mới dẫn đi, chứ tôi đâu có muốn lấy con bò đâu. Thật là điên đảo, thế giới này đảo lộn hết rồi. Hả? Đã thế thì hôm nay ta sẽ là báo công xử án, sẽ xử tội ngươi. Bò ạ, bò phản bội ta, ta cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, cho ngươi ăn bảo ngư vi cá mà ngươi phản bội ta, rồi ta sẽ giết chết bò, giết chết người cướp bò của ta. Không sao cả, chết vì tình yêu là một cái chết đẹp tuyệt vời. Đúng. Chết vì tình yêu là một cái chết tuyệt vời. Yeah. Được. Chết vì tình yêu, em có đồng ý không bà? Em đồng ý. Được. Em biết là em đồng ý rồi. Được rồi. Hai đứa mình sẽ chết vì tình yêu. Chị, giết nó trước đi chị. Khá khen cho tình yêu của các ngươi. Em đã làm tin anh. Bò. Ta sẽ ăn thịt bò ngươi để cho bỏ tức. Không, ăn thịt bò mập lắm. Hay để em sống đi, em sẽ đẻ bò con cho chị. Thì gì? Bà con á, bà con nhỏ nhỏ như chị, con con. Trời ơi, bò ơi. Này mày bị làm sao đấy? Mày bị dưng một khoảng khắc bất chợt để quên mất giới tính của mày à? Không, chứ mày... đừng giết bò. Bò sẽ đẻ cho, đừng lo. Mày bò được thì mới đẻ của gì hả bò? Không, trời bò đi, bò sẽ tự động có cách. Không, tao vẫn ăn thịt mày. Không, đừng ăn thịt bò, mập lắm. Mày vừa nói gì? Cô chủ mập quá. Mày nói lại câu nữa đi. Cô chủ mập quá. Mày có biết đấy là cái nỗi đau thầm kín trong lòng tao không? Chỉ vì tao mập thôi. Chỉ vì tao mập mà tao không có người yêu. Mà mày lại đã thế thì tao càng phải ăn thịt mày. Có anh nè. Anh thích em lâu lắm rồi á. Đó à, sao không có nói sớm cho người ta biết? Trời. Tại vì em mập á. Nhưng mà em dễ thương. Em biết sao không? Bây giờ anh nghĩ như thế này nè. Thật ra khi mà em đã mập rồi á thì em ăn cái giống gì nó cũng mập thôi. Nhưng mà em ăn thịt bò thì sẽ đỡ mập nhất. Ê, không đâu, đừng. Mình phải ăn thịt bò chứ. Đừng ăn thịt bò mà thịt bò. Bò sẽ chỉ cho cô chủ cách tập thể dục để không bị béo, giảm mỡ bụng bằng cái khăn này nè. Con nói rằng là có giảm cân thật không đây? Thiệt, tin bò đi. Thế thôi, cũng chả mất gì. Lúc mà tập xong mà không giảm cân được thì lúc ấy ăn thịt bò cũng chưa có muộn nhỉ. Để chị cho em miếng. Ok.
các bài tập thể dục với Khăn. Hai đứa mình thật là hạnh phúc. Còn còn một mình kia. Ê bò ơi, ngày mai cho 5 lít sữa nha. Tắt sữa rồi. Con này nó muốn ra sữa là nó ra sữa, mà nó tắt sữa là nó tắt sữa vậy. Ôi, trời. Thôi sao anh ạ, mình đang hạnh phúc mà. Không cho sữa thì thôi. Bye. Ok, thôi mình đi chơi. Đi. Để bò ngon đi, bò ngon. Bò con. Bò con, để bò con. Bò con, sữa mà. Không, phải là sữa rồi, để bò con. Xong rồi em mới nói luôn.